thì tình cảm mà bạn dành cho bạn nam là tình bạn trong sáng, còn với phía bạn nam thì mời các bạn xem tình huống. Alo. Này bà thì tôi đẹp dài đúng không? Mình đẹp dài. Ông mà đẹp dài á? Chuyện mơ đi. Nói người đẹp dài phải gọi là anh Hải đang quá trên. Người đâu mà đẹp dài, dài lắm, còn hát hay đàn giọng chứ. Ừ, thì bây giờ tôi là cô của anh, không biết có được tên rồi. Ông, sao ông đi nữa? Tôi đến nhà bà rồi mà. Mà nói chuyện tôi quên mất. Tôi về đây ba. Từ từ. Chưa tới chờ có mua cho bà chút quà cho mấy đi. Cảm ơn ông nha, bạn tốt, tôi về đây. Thưa các bạn, tôi và Phương Anh đã chơi với nhau từ rất lâu rồi. Bạn ấy là người con gái duy nhất trong lớp chơi thân với tôi. Đi đâu hình ảnh của bạn ấy luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Vậy thưa các bạn, tôi có phải là tình yêu đích thực hay không? Và nếu phải thì tôi có nên thổ lộ hay không? Các bạn học sinh ơi, các bạn có thấy sự băn khoăn của bạn Nam trong tình huống vừa rồi không ạ? Bạn Nam ý có một băn khoăn đó là liệu đấy có phải là tình yêu đích thực của bạn ấy hay không, và bạn ấy có nên bày tỏ với bạn gái ấy không ạ? Một phần quà sẽ dành cho bạn nào có câu trả lời chính xác ạ? Trước khi câu trả lời được đưa ra thì tôi xin nhắc lại, chúng ta chỉ có một phút để trả lời câu hỏi, nếu mà quá thời gian một chút chúng ta sẽ bị cắt phần trả lời. Lên YouTube ấy. Theo tớ không nên thổ lộ ra. Không. Đừng đâu ông. Một tí thôi. Đờ đấy. Lúc này chỉ là rung động tức thời thôi. Không phải là tình yêu đi được. Rung động tức thời. Câu trả lời của bạn là tạm sớm rất là đổi như đúng mà rất là chính xác. Xin một phần quà của các bạn. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này đó là tình bạn nam giới thì là khởi điểm để chuyển hóa thành tình yêu. Nó chưa thực sự là tình yêu, nó dễ bị ngộ nhận là tình yêu. Do vậy mà nếu các bạn mà có yêu thầm rộng nhớ một ai đó thì các bạn hãy cố gắng học tập thật tốt. Sau này các bạn sẽ hay thổ lộ điều đó, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Tiếp theo sau đây xin mời các bạn xem tình huống và câu chuyện kể về cậu bé có biệt danh là Tí. Tí thì năm nay 17 tuổi. Bố Tí thì phải đi làm công tác xa, thì do vậy là Tí hay tâm sự với mẹ của mình. Sau đây là một lần tâm sự về tuổi mới lớn của Tí với mẹ Tí. Và liệu mẹ Tí có giải đáp được những thắc mắc này cho Tí hay không?